Tòa án Nhân dân thị xã Mỹ Hào vừa xét xử lưu động hai vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất xét xử bị cáo Lù Văn Hùng, sinh năm 1999, dân tộc Thái, thường trú tại tỉnh Lai Châu. Vụ thứ hai xét xử bị cáo Đinh Văn Thắng, sinh năm 1982, dân tộc Mường, thường trú tại tỉnh Sơn La. Cả hai đều tạm trú ở huyện Văn Lâm, làm lao động tự do. Cuối tháng 12 năm 2023, tại địa bàn phường Minh Đức và phường Bần Yên Nhân, Lù Văn Hùng bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang tàng trữ 0,130 gram heroin, Đinh Văn Thắng tàng trữ 0,175 gram heroin để sử dụng. Tòa án Nhân dân thị xã Mỹ Hào tuyên phạt mỗi bị cáo 1 năm 9 tháng tù giam, cùng tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy.